Và con kính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera tiếp theo là camera của đạo tràng Minh Thành 2 và xin camera bên Zoom 336 tường Minh Minh Nam 1234 chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni. Con xin kính chào chú Diệu Âm. Chú có nghe rõ không ạ? Dạ. Dạ, nói chậm chậm nha. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. À, chúng con có hồi niệm một kê 12 tiếng thì nóng ơi bụng, niệm tiếp 20 tiếng thì nóng ơn ngực, niệm thêm 25 tiếng mềm hết toàn thân, nóng đến đầu. Thân tướng thì không được đẹp lắm. Như vậy cái này có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không chú? Kính xin chú Diệu Âm từ bi nhân gia cho con được rõ ràng. Con xin thành kính tri ân chú Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà mạnh miệng nói thì ông nói là người này nhờ chư vị bỏ công sức ra hộ niệm được trở về con đường lành, thoát ba con đường ác, thì ông mạnh miệng mà nói. Còn nói là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải xét lại. Xét ở đâu? Xét ngay ở cái người ra đó. Là tới 25 tiếng rồi, cái hương linh này có trực ngộ ra chưa, có niệm câu A-di-đà và có quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không, thì hỏi người đó, chứ giờ không biết. Cho nên tốt nhất là nếu một người có tín hạnh nguyện đầy đủ thì khi buông báo thân ra đi phải quyết chỉ niệm A-di-đà và cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào mà làm được như vậy nhất định phải vượt qua tất cả những ách nặng này. Còn nếu khi xả bỏ báo thân mà chập chờn do dự thì bị vướng nạn. Sau cái vướng nạn đó được hay không chỉ ông không biết. Cho nên có tướng lành chưa chắc gì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi có một tướng lành như vậy, mình phải truy nguyên ra cái công hạnh tu hành của người này có vững vàng hay không, hàng ngày niệm Phật có chí thành, có quyết chí vãng sanh hay không, có buông chấp, có buông tình chấp nữa hay không, có cần người này, có cái người nọ hay không, có thương mãn gì hay không, có nhớ nhà nhớ cửa hay không. Buông vạn xuyên xuống đi niệm Phật thì khi sau 12 tiếng đã đủ rồi, chứ còn chi phải dành cho đến 20 mấy tiếng mới đi vậy, chứng tỏ rằng vẫn còn vướng, vẫn còn vướng. Cho nên nhờ cái công đức như vậy mà đưa cái thân tướng tốt đẹp, đầu có đỉnh, đến đỉnh đầu còn có hơi ấm nữa thì càng hay nữa. Đỉnh đầu hơi ấm, hơi ấm do ông cũng chưa có xác nhận được, nhưng mà đỉnh đầu hơi ấm vẫn cũng là một cái điểm hay, nhưng mà chưa bảo đảm rằng người đó thực sự đã vãng sanh. Chỉ khi nào mà người đó báo rằng là tôi đã được A Di Đà Phật, tôi theo A Di Đà Phật, nhưng mà lúc đó 25 tiếng đồng hồ miệng đồ đã cấm hết trơn, làm sao nói được. Cho nên mong quý vị hiểu được những điểm này, phải tự mình giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi của chính mình. Tin mình vững chưa, nguyện mình vững chưa, tha thiết chưa, mình có chí thành niệm Phật hay không. Trong đời này mình còn kinh, còn cái, còn chấp, còn nê những chuyện lắc vặt trên đời này hay không? Coi chừng một điểm nho nhỏ mình cho là đơn sơ, nó trở thành một đại chướng nặng để cho mình bị nạn. Mong chư vị nhìn nữ ảnh đường này, quyết chí buông bao tầng chung, giơ hai tay lên. Giờ không được thì cười cười không được, ra đi rồi thân tướng tốt đẹp. Mình tin tưởng vô cùng cao là người này đã đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Cơ chi phải bị 12 tiếng cũng tọt, 20 mấy tiếng cũng xong, 25 tiếng cũng được. Mong chư vị đừng đi con đường yếu quá, mà đi con đường mạnh, mạnh ở trong tâm chân thành của chư vị. Cho nên chi thành chi kính là cái đạo nhiệm màu cho chúng ta. Chư vị quyết lòng nha, niệm Phật không hồ nghi nha, niệm Phật không gián đoạn nha, niệm Phật không nên bữa có bữa. Cho nên đừng nên tham chấp trong đời. Khi buông mau thân rồi thì cái gì là của ta đây? Đọc hết.
tội nghiệp lắm đây. A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm.